Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Mình là Pink Dot và hôm nay sẽ là phần 4, chiến dịch gió lốc, cuộc tháo chạy toán loạn khỏi Sài Gòn. Bước số 4, series 4 bức ảnh. Bài viết được viết và được đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Tranatech. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Câu chuyện về cuộc tháo chạy của Mỹ và những người Việt liên quan khi quân giải phóng tiến vào Sài Gòn hơn 40 năm về trước. Ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sài Gòn những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Gần 15 vạn quân giải phóng từ khắp các ngã đường đang rầm rập áp sát thành phố. Trước đó, Mỹ đã bắt đầu di tản dần công dân nước mình ra khỏi Sài Gòn. Tuy nhiên, khi quân giải phóng đã ngấp nghé ngoài cửa, vẫn còn hàng ngàn người Mỹ kẹt lại trong thành phố. Đây là còn chưa kể đến gia đình, vợ con và cả bồ bịch ở Việt Nam của họ. Rồi đám đồng minh của Mỹ, cả cánh phóng viên, còn rất nhiều người Việt làm việc cho Mỹ hoặc là cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Và tất cả những kẻ mua giấy tờ để được ra đi, nếu di tản hết thì phải lên đến cả 100.000 con người. Cục Tình báo Liên bang Mỹ, CIA, đã ra sức đồn thổi về những cuộc tắm máu, những trại tù cải tạo đầy ải khí cộng sản vào tiếp quản thành phố. Giờ thì không còn những người làm cho quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mà miền Bắc thường gọi là ngụy quân và ngụy quyền. Và thân quyến của họ lo sợ muốn ra đi, mà một bộ phận dân chúng cũng hoang mang. Giá tiền để mua giấy tờ chứng nhận kết hôn với người Mỹ đã tăng chóng mặt trong những ngày cuối. Chính quyền Mỹ đứng trước một bài toán vô cùng hóc búa, đưa những ai đi, bằng cách nào và như thế nào. Làm sao để vẫn giữ được thể diện cho nước Mỹ? Từng giờ trôi qua căng thẳng, cả thế giới nhìn vào. Từ chập tối ngày 28 tháng 4, quân giải phóng bắt đầu ném bom và nã pháo vào sân bay Tân Sơn Nhất. Mới đó đã có 40 tháng từ ngày ký hiệp định Paris. Giờ người Sài Gòn mới lại nghe tiếng pháo, con đường sơ tán chủ chốt bằng đường hàng không tại sân bay thế là bị cắt đứt. Giờ sẽ đi bằng đường nào đây? Sự hoang mang như vết dầu loang ra khắp thành phố. Người Mỹ và cả những người Việt liên quan không ai còn có thể ngồi yên. Chỉ còn cách chuyển sang phương án dự phòng mạo hiểm cuối cùng, di tản toàn bộ những người còn lại bằng trực thăng, cái mà người Mỹ gọi là chiến dịch gió lốc. Chuẩn bị. Những người sẽ di tản bao gồm người Mỹ, người nước ngoài và những người Việt Nam được chọn. Được phát một cuốn sách hướng dẫn nhỏ. Theo đó, ám hiệu bắt đầu chiến dịch là bài hát White Christmas được phát trên đài phát thanh quân đội Hoa Kỳ. Khi nghe hiệu lệnh này, người di tản phải ngay lập tức tập trung tại một trong 28 điểm tập kết đã định khắp thành phố. Tại đây, các chuyến xe bus theo 4 tuyến đường khác nhau sẽ đưa họ lên văn phòng tùy viên quân sự Hoa Kỳ, DAO, tại cạnh sân bay. Từ căn cứ này, trực thăng sẽ chở người di tản ra các tàu của hạm đội 7 Hải quân Mỹ và đợi sẵn ở ngoài khơi biển Vũng Tàu. Tòa đại sứ Mỹ nhiều nóc nhà khác nhau trong thành phố cũng đã được Mỹ tham khảo và chọn làm điểm hạ cánh chính, nơi trực thăng sẽ đón người di tản ra khỏi căn cứ DAO. Sáng sớm ngày 29 tháng 4, đích thân đại sứ Mỹ ra sân bay giữa tiếng nổ ùng oàng của đạn pháo để chắc chắn rằng không thể di tản bằng đường hàng không được nữa. Tới 10 giờ 48 phút, khi không còn có thể chần chừ thêm được nữa, ông liên lạc về Mỹ xin khởi động chiến dịch gió lốc. Chỉ 3 phút sau, đề nghị nhanh chóng được chấp thuận. Giai điệu bài hát White Christmas vang trên sóng phát thanh, cuộc di tản bằng trực thăng lớn nhất trong lịch sử loài người chính thức bắt đầu. Hỗn loạn. Thế nhưng, chẳng mấy chốc mọi việc trở nên hỗn loạn, số người muốn di tản quá nhiều, đến mức mà các chuyến xe bus và trực thăng chỉ như muốn bỏ biển. Cái hiệu lệnh bí mật là bài hát White Christmas kia được dỉ tai nhau đến mức dường như cả thành phố đều biết. Người ta đổ dồn đến các điểm chờ xe bus và các tòa nhà cao tầng nơi có điểm đỗ trực thăng, các bến tàu bên sông Sài Gòn và đặc biệt là bủa vây tòa đại sứ, hòng mong chen lấn để được một chỗ ra đi. Hoàng Thị Oanh Oanh, năm đó 12 tuổi đi cùng mẹ và anh chị em. Cha cô là một trung tá Việt Nam Cộng Hòa đã mất liên lạc với gia đình. Cô hồi tưởng lại cái ngày 29 tháng 4 điên đảo ấy. Đầu tiên, cả nhà đến phi trường và bắt gặp một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, người chạy tứ tán, kêu gào trong cơn hoảng loạn, rượt theo những chiếc xe chạy qua, van xin để được lên máy bay. Rồi cả nhà đi ra bến tàu. Khi chúng tôi đến đó, cảnh tượng còn ghê hơn, Oanh Oanh kể. Người ta nhảy lên thuyền và rớt xuống nước, có người còn bị thuyền nghiến lên, người khác thì khóc, kẻ kêu gào, trẻ con chạy tan tác vì lạc cha mẹ. Những cảnh như trong phim,
khói bốc lên khắp nơi, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng súng nổ, nên mẹ tôi quay đầu xe và lái về tòa đại sứ quán Hoa Kỳ. Trên các nóc nhà, Air America, hãng hàng không dân sự thuộc sở hữu bí mật của CIA, được giao nhiệm vụ đón người di tản trên các nóc nhà khắp thành phố. Phi công Tony Coulson vẫn còn nhớ như in, có quá nhiều nóc nhà và chúng tôi thực sự không biết cái nào ra cái nào, chúng tôi chỉ còn biết chọn bừa một cái và đáp xuống. Nhiều quan chức và sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa dù liên lạc và được trưởng chi nhánh CIA Tom Pogor tìm cách bố trí, cũng không thể chen chân vào giữa biển người bao quanh Đại sứ quán Mỹ. Trong đó có cả Phó Thủ tướng, kiêm Tổng trưởng Quốc phòng Trần Văn Đôn và con trai của ông, một bác sĩ nhi khoa trẻ tuổi. Sau một hồi lòng vòng vô vọng giữa các điểm tập kết đông đặc, liên tục khản cổ gọi điện cho các nhân viên CIA, cuối cùng ông được chỉ đến tòa nhà Pittman, số 22 Gia Long, nơi trước đó không được dự kiến là điểm đỗ trực thăng. Phi công Bob Caron của Air America được giao nhiệm vụ đi đón ngài Phó Thủ tướng và gia đình. Khi hạ cánh xuống nóc thang máy tòa nhà 6 tầng này, vẫn giữ quạt quay để trực thăng không đè nặng xuống nền, vốn không được thiết kế để chịu lực lớn. Nhìn qua cửa máy bay, viên phi công la lên khi thấy phải đến 50 người đang leo lên thang, cái ông Phó Thủ tướng này có cái gia đình khủng vậy. Không ai trong số những người trên nóc nhà Pittman hôm đó biết mình là nhân vật của một trong những bức ảnh mang tính biểu tượng nhất thời đại. Bức ảnh ở góc nhìn rộng hơn. Phóng viên ảnh người Hà Lan, Hubert van Es. Bức ảnh hồi tưởng trên tờ New York Times. Vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều, khi tôi đang làm việc trong phòng tối, đột nhiên nghe kêu. Bert O'Cooley hét lên, "Ven, ra đây mau, có chiếc trực thăng trên nóc nhà kìa." Tôi vớ vội chiếc máy ảnh và cái ống kính dài nhất trong phòng. Nó chỉ là cái ống kính 300mm nhưng không còn cái nào hơn, nhào ra ban công. Nhìn sang tòa nhà Pittman, có khoảng 20-30 người trên nóc nhà, đang trèo thang về phía chiếc trực thăng của Air America. Ở phía trên, một người Mỹ trong bộ đồ dân sự kéo từng người lên và đẩy họ vào trong trực thăng. Tất nhiên, không có cách nào nhồi nhét hết từng ấy người, vì thế máy bay cất cánh với khoảng 14 hoặc là 12 người trên boong. Số quy định của mọi loại máy bay này chỉ là 8. Những người còn lại trên nóc đợi thêm hàng tiếng, hy vọng có chuyến trực thăng khác tới, nhưng chẳng còn chuyến nào. Người đứng trên nóc và kéo những người khác đấy là nhân viên CIA, Oren B. Harnage. Do đây là trực thăng đi đón gia đình Phó Thủ tướng nên mới có người hỗ trợ như vậy. Rất nhiều phi công khác trong cái ngày lịch sử đó phải bay mà không có cả lái phụ. Việc đón đưa khi đó thật không dễ dàng vì bạn không được rời buồng lái. Phi công Coulson, người đã bay một mình liên tục hơn 10 tiếng đồng hồ hôm đó kể lại. Bạn phải để ý cánh quạt phía sau trong trường hợp có ai đó không biết mà chẳng may đi vào. Khó nhất là khi cất cánh vì luồng người vẫn trèo lên trực thăng không ngừng nghỉ. Bạn phải bay lên thật từ từ và chậm rãi và dòng người sẽ nhận ra và tự ngắt. Cũng có những người vẫn cố bám lấy càng máy bay dù biết nó đang cất cánh và phi công chỉ còn cách lắc trực thăng cho đến khi họ buông ra. Cứ như vậy, các phi công bay đi bay lại liên tục không nghỉ trong tình trạng đói mệt và căng thẳng tột cùng. Trời dần tối, bắt đầu có mưa và sấm chớp, tầm nhìn giảm, các nóc nhà thì tối thui. Ở phía dưới, thỉnh thoảng tiếng súng lại nổ lên. Tới 9 giờ, thì các chuyến bay đón người từ các nóc nhà dừng lại. Từ đó, việc di tản chỉ còn tập trung ở tòa đại sứ. Ở tòa đại sứ, nằm cách tòa nhà Pittman và khu phố của tòa đại sứ quán Mỹ, nơi có thể được coi là mắt bão, trung tâm của sự hỗn loạn. Xe bus sẽ chở những người di tản ra căn cước DAO trước đó. Sau đó, hai trực thăng sẽ đón vị đại sứ, đám tùy tùng và lính gác từ nóc nhà. Thế nhưng biển người kéo đến vây quanh sẽ khiến cho kế hoạch sớm bị phá sản. Khốn nỗi, khác với căn cứ DAO, nơi có tới 6 điểm đỗ trực thăng, tòa đại sứ chỉ có một điểm duy nhất trên nóc nhà, vốn chỉ được sử dụng sức nặng của trực thăng vận tải hạng trung. Vì thế, đám lính gác nhanh chóng chặt hạ những cây me của ngài đại sứ ở bãi đỗ xe sân sau để lấy chỗ cho trực thăng lớn hơn đáp xuống. Cây me lớn này trước đó được vị đại sứ ví như vững chắc như thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Mẹ của Oanh Oanh bỏ ra một ít vàng để mua giấy tờ giả từ một người bán dọc đường. Khi họ đến tòa đại sứ, đám đông hung hãn đang trèo qua các cánh cổng. Ba mẹ cầm nắm giấy tờ, vẫy những người lính khác. Hai người lính đi ra, tách đám đông để cố cho chúng tôi đi qua. Dù vậy, người ta nắm, kéo và đạp chúng tôi. Mẹ tôi giáng lôi được chúng tôi qua cổng, đi vào bên trong tòa đại sứ. Các lính Mỹ đứng gác trên tường, đẩy người này xuống, kéo người kia lên.
những người được kéo vào có thể do lính gác biết mặt hoặc là họ có giấy tờ hay là thư tay gì đó. Nhưng đôi khi mọi thứ không rõ ràng, và tùy gã lính gác quyết định. Quyền sinh quyền sát trong tay chẳng khác gì người soát vé ở một sân vận động bát nháo. Tướng Richard E. Curry, người chịu trách nhiệm điều hành cuộc di tản, lúc đó ở trên tàu chỉ huy, mãi đến chiều, ông mới biết được về tình trạng rối ren ở tòa đại sứ. Kế hoạch lập tức phải được thay đổi, cần rất nhiều trực thăng tới ngay. Tuy nhiên, cần phải giải quyết đống người lổn nhổn ở căn cứ DAO trước đó. Nên mãi tới gần 6 giờ chiều, 4 chiếc trực thăng CS-46 đầu tiên mới đáp xuống đại sứ quán. Từ đó, cho đến gần lờ mờ sáng hôm sau, các chuyến trực thăng liên tục đi đi về về, chở người di tản ra các tàu khơi, mặc cho trời đã tối, mưa sấm chớp làm giảm tầm nhìn, và cả nỗi lo lắng bị bắn hạ bởi quân đội các phía. Phi công 30 tuổi, Gary Berry của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ hôm đó lái chiếc CS-46 đặc biệt hiệu Lady Ace-09. Anh được giao một nhiệm vụ khá là giản dị, đón đại sứ Graham Martin ra tàu chỉ huy USS ở ngoài khơi. Nhưng việc đó hóa ra là không hề đơn giản. Vị đại sứ quyết định chỉ ra khi tất cả những người trong nhà đã được di tản hết. Barry nhớ lại, lần nào đáp xuống nóc nhà, anh cũng hét to lên, tôi đến đây để đón ngài đại sứ. Và lần nào cũng như nhau, đám lính Mỹ ở đó chẳng thèm đếm xỉa, lạnh lùng sắp xếp những người khác đầy máy bay. Chẳng còn cách nào khác, gã phi công trẻ đành cất cánh chở họ ra các tàu biển. Hết lần này đến lần khác mà tưởng tượng lượng người không hề thuyên giảm. Ngồi ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Gerald Ford và Ngoại trưởng Henry Kissinger theo dõi vô cùng sốt ruột. Ai cũng tự hỏi đến bao giờ cuộc di tản căng thẳng ở tòa đại sứ này mới kết thúc. 2 giờ 10 phút sáng ngày 30 tháng 4, quân đại sứ quán ra con số ước tính là cần khoảng 19 chuyến nữa. Rõ ràng là con số này không đủ, người đã lao vào sân tòa nhà còn rất nhiều, và bất chấp lực lượng bảo vệ, người ta vẫn đang cố trèo tường trốn vào thêm. Một số người của sứ quán Hàn Quốc trong lúc đó đến lượt đã lấy rượu trong quầy uống đến xin. 3 giờ 27 phút sáng, Tổng thống Ford yêu cầu không được đón thêm quá 19 chuyến nữa và đại sứ quán Martin phải rời đi trên chuyến bay cuối cùng. 4 giờ 30 phút sáng, con số 19 chuyến đã vượt quá, vẫn còn gần 500 người nữa. Phía đại sứ quán vẫn cố gắng tiếp tục đón đến người cuối cùng, nhưng phía quân đội thì chỉ muốn dừng. Các phi công đã quá mệt mỏi, còn các chỉ huy thì lo lắng, sợ điều gì tệ hại nhất có thể xảy ra. Tướng Carey, người chỉ huy chiến dịch, chỉ thị dứt khoát, từ giờ chỉ được phép đón nốt những người Mỹ còn lại. Khoảng 20 phút sau, Barry lại lái chiếc Lady A-09 xuống nóc nhà tòa đại sứ quán. Không biết đó đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, nhưng như thường lệ lại được nhét đầy. Thật điên tiết, Barry gọi gã thượng sĩ lại gần buồng lái. Cho những người này xuống hết, tôi sẽ không cất cánh khi không có đại sứ trên boong. Viên phi công hét lên, đây là mệnh lệnh của Tổng thống, Barry thêm vào. Câu thêm vào đó lập tức có hiệu quả, gã lính đi xuống và một lúc sau đại sứ Martin cùng những người tùy tùng xuất hiện, đại sứ trông mệt mỏi và phờ phạc. Hổ đã rời chuồng, Barry nói vào bộ đàm sau khi trực thăng cất cánh cùng với vị đại sứ trên boong. Lúc đó là 4 giờ 58 phút buổi sáng. Còn khoảng hơn 60 lính gác Mỹ đang ở khắp nơi, trên tường, ở cổng, trên những nóc tòa nhà chính. Dưới sân là khoảng 420 người đang chờ đến lượt, những người đã được hứa chắc nịch bởi người Mỹ là đã vào đại sứ quán là vào lãnh thổ Mỹ và yên tâm là sẽ được đi. Ở phía ngoài tường tòa đại sứ, biển người mênh mông vẫn hy vọng sẽ đến lượt và được vào trong. Thiếu tá Jim Keane, chỉ huy đội lính gác, bí mật lệnh cho đám lính rời vị trí và xếp thành 3 vòng bán nguyệt, từ từ đi lùi rút ra từ ngoài sân vào bên trong tòa nhà chính. Đám người trong sân hiểu ra ngay chuyện gì, cũng xếp hàng vòng theo sát. Họ nhìn chăm chăm vào nhau, đám lính chĩa súng ra, lùi vào một bước, đám người tiến theo một bước, nhịp nhàng. Không gian căng thẳng như dây đàn, khi khoảng hơn nửa số lính đã được vào trong thì dầm một tiếng, ai đó đã hét lên, họ vào rồi. Đám đông bên ngoài đã phá được cổng ngoài và ùa vào trong sân như là nước. Chị Nguyễn Thu Minh cùng 6 đứa con có mặt tại tòa đại sứ lúc đó. Lính Mỹ xếp thành một hàng, chĩa súng về phía chúng tôi, rồi lần lui vào trong nhà. Chị Minh nhớ lại, trước khi vào hết bên trong, tên lính cuối cùng bắn lựu đạn cay vô chúng tôi, rồi họ đóng cửa lại. Chúng tôi không thấy đường và không thở được. Người ta chạy tứ tán, kêu gào và đạp lên những người ngã. Sau khi đã chốt chặt cửa tòa chính, lính Mỹ khóa thang máy, rút lên nóc nhà theo đường thang bộ. Qua mỗi tầng lại cẩn thận khóa cửa song sắt dẫn lên tầng trên. Dưới mặt đất, đám đông giận dữ lái xe bùn nước hụt sập cửa tòa nhà chính, rồi ùa vào, túa lên theo cầu thang.
cần khoảng 3 chuyến CS-46 nữa mới có thể di tản được hết đám lính còn lại. Ở dưới cầu thang, đám đông nổi giận vẫn lần lượt phá cửa từng tầng một, tiếng răng rắc vang lên ở nóc nhà cũng có thể nghe thấy, tiếng súng đùng đoàng từ phía dưới đất hoặc là các nóc nhà ở gần đó chốc chốc lại vang lên. Trên tàu chỉ huy USS, tướng Carey giật mình nhận ra một sai lầm chết người. Mọi người đã hiểu lầm thông báo hổ đã rời chuồng của Barry và tất cả các trực thăng đang bay đều đã quay về và hạ cánh trên nóc các con tàu. Các phi công đã hoàn thành và nghỉ ngơi, không ai quay lại đón toàn lính còn trên nóc. Tàu đã đi ra xa hơn ngoài khơi, thời gian bay đến tòa đại sứ cũng đã dài hơn. Nhưng Barry và phi công yểm trợ của mình thì chưa nghỉ, họ biết đám lính còn ở đó. Hai người liền lái hai chiếc CS-46 quay trở lại, nhưng hai chiếc không còn đủ chỗ cho hơn 60 người. Khi chiếc Lady Ace 09 rời đi, vẫn còn 11 lính Mỹ cuối cùng trên nóc, lúc đó đã là 7 giờ sáng. Đám đông đã lên đến thang bộ tầng trên cùng, ở ngay lối lên nóc, toàn lính dùng lựu đạn hơi cay để ngăn cản, vừa lấy các thiết bị chữa cháy và bất kỳ thứ gì đó có thể chặn cửa. Tại Washington, Ngoại trưởng Henry Kissinger họp báo, thông báo chiến dịch đã hoàn thành, người Mỹ đã được sơ tán hết. Bỗng một phóng viên hỏi, thưa Ngoại trưởng, có báo cáo là vẫn còn lính trên Mỹ nóc nhà tòa đại sứ, xin ông xác nhận và giải thích tại sao. Kissinger chết chân trong giây lát. Cách đó nửa vòng trái đất, tại tòa đại sứ, gần một tiếng trôi qua, những người lính Mỹ còn lại trên nóc nhà nghĩ là mình đã bị bỏ rơi. Họ bắt đầu tuyệt vọng và nghĩ đến viễn cảnh khi quân giải phóng tấn công lên nóc nhà thì sẽ chiến đấu hay là đầu hàng. Bỗng một lính gác chỉ tay lên trời. Từ xa, hình một chiếc CS-46 dần dần xuất hiện, đó là chiếc CS-46 hiệu Squib 22. Lần này thậm chí được dẫn bởi 4 trực thăng chiến đấu Cobra. Tiếng động cơ máy bay kích thích đám đông, người đang bị mắc kẹt trong thang bộ. Họ lại phải ra sức, cánh cửa lên sân thượng cong lên trực vỡ, đám lính Mỹ vội vàng leo lên sân bay. Một tên cuống cuồng ném vội hai quả lựu đạn cay. Ngay sau đó, gã này đã nhận ra đó là một sai lầm ngu xuẩn. Hơi cay bị động cơ hút vào trong trực thăng, cay xè mắt, máy bay lảo đảo, nâng lên hạ xuống mấy lần, một lính Mỹ lăn ra ngoài nhưng vẫn trèo vào lại được. Cuối cùng, chiếc Squib 22 này vẫn cất cánh thành công. Lúc đó là 7 giờ 53 phút, chừng 40 phút sau, nó hạ cánh an toàn xuống tàu USS Okinawa. Đám đông ngay sau đó ùa lên nóc nhà, rồi kiên nhẫn chờ nhưng chẳng còn chuyến nào nữa. Họ dần giải tán. Chỉ tầm 3 tiếng sau, cách đó chưa đầy một cây số, những chiếc xe tăng đầu tiên của quân giải phóng húc đổ cánh cửa sắt của Dinh Độc Lập, chính thức đặt dấu chấm hết cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tập kết chiến dịch. Cuối cùng, khoảng 7.000 người đã được di tản xuyên đêm trong vòng chưa đầy 20 tiếng đồng hồ. Con số này chưa kể đến những người được di tản bằng trực thăng của Air America hoặc là tự đi trên các trực thăng không quân Việt Nam Cộng Hòa. Air America với dàn trực thăng gồm 20 chiếc Huey của mình, chưa kể 2 chiếc bị hỏng và 6 chiếc bị lính không quân Việt Nam Cộng Hòa cướp để tháo chạy, đã chở tổng cộng khoảng 1.000 người tới căn cứ DAO, tòa nhà đại sứ hoặc là trực tiếp ra các cầu. Tuy nhiên, trong khi lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ nhận được nhiều công lao vì chiến dịch này, thì Air America lại được ít nhắc tới. Cũng bởi nó là hãng hàng không dân sự và mối liên kết của nó với CIA là bí mật. Sau cuộc chiến ở Việt Nam, Air America hết nhiệm vụ và giải tán vào năm 1976. Ngoài hai lính Mỹ chết vì đạn pháo ở căn cứ DAO rạng sáng ngày 29 tháng 4, có hai phi công khác thiệt mạng ngoài khơi khi trực thăng của họ đâm xuống biển. Trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch, chỉ thỉnh thoảng có tiếng súng nhỏ ở tầm thấp, không gây hậu quả gì. Quân giải phóng quan sát cuộc di tản nhưng không can thiệp. Các máy bay chiến đấu được chuẩn bị sẵn sàng trên các tàu bay của Mỹ đã không cần cất cánh yểm trợ. Đại sứ Graham Martin, người có vai trò then chốt trong việc quyết định các cách thức, thời gian và danh sách người di tản. Vị đại sứ đã luôn nấn ná bởi chính ông từ sau Hiệp định Paris đã nhiều lần lên tiếng trấn an giới chức Sài Gòn rằng Mỹ sẽ không để yên nếu như quân miền Bắc đe dọa chế độ. Mà có lẽ chính ông cũng tin vào cái điều không thể xảy ra đó. Ông đã đặt hy vọng vào phòng tuyến Xuân Lộc, rồi ông lại hy vọng vào phút cuối Mỹ sẽ can thiệp thế nào để có thể đạt được giải pháp chính trị, giữ quân giải phóng ở lại bên ngoài Sài Gòn. Ông ngăn cản một cách quyết liệt bất kỳ hoạt động nào có thể khiến cho người dân nghi ngờ là người Mỹ sẽ bỏ đi. Không cho dọn chướng ngại vật và vẽ chữ H cho trực thăng đỗ ở trên các nóc nhà. Không cho chặt cây me trong sân tòa đại sứ để dọn chỗ làm bãi đỗ trực thăng. Không cho lập danh sách đầy đủ những người Việt cần di tản. Ông sợ Sài Gòn sẽ loạn nếu biết người Mỹ chuẩn bị bỏ đi. Martin đã luôn muốn đi đàng hoàng, giữ thể diện cho nước Mỹ và cho cả cá nhân ông nữa. Ông mong mỏi chính quyền Mỹ giữ lời hứa mà ông đã thay mặt họ phát ngôn. Nhưng chẳng ích gì,
nếu quyết định di tản được chuẩn bị cẩn thận và đưa ra sớm hơn, có lẽ có thể giữ được chút ít thể diện. Khi bị ép buộc lên trực thăng rời tòa đại sứ, ra đến tàu chỉ huy USS, ông đã cố gắng nài nỉ thêm các chuyến bay mới để đón nốt tất cả những người còn lại, nhưng không thành công. Trước khi làm đại sứ ở Việt Nam, Martin đã có thời gian dài làm đại sứ ở Thái Lan và Ý. Trong thời gian ở Thái Lan, con nuôi ông, Trung úy Glenn Dillman, chết trên chiến trường Việt Nam. Năm 1965, sau này về Mỹ, ông làm trợ lý cho Ngoại trưởng Henry Kissinger một thời gian, sau đó nghỉ hưu năm 1977. Martin mất năm 1990 ở tuổi 77. Bức ảnh trên nóc nhà. Trong nhiều năm, người ta không biết chắc chắn là ai là những người trong bức ảnh. Trong ngày hôm đó, có vài trực thăng khác nhau cùng đáp trên nóc nhà đó. Mãi sau này, khi nhiếp ảnh gia Pháp Philippe Buffon công bố một loạt ảnh ông chụp cùng vị trí, người ta mới phân tích và xác nhận đây chính là góc máy khác chụp cùng một thời điểm và vị trí với tấm hình nổi tiếng. Đó là chiếc Huey Bell 205 mang số hiệu N47004 do Bob Caron lái, và người đứng trên nóc nhà là nhân viên CIA Orrin B. Hanage. Tuy nhiên, không ai biết Phó Thủ tướng Trần Văn Đôn có mặt đúng trên chuyến bay trong ảnh hay không. Theo các câu chuyện về điệp viên Phạm Xuân Ẩn, người đã giúp trùm mật vụ Sài Gòn Trần Kim Tuyến di tan cũng ở tòa nhà Pittman cùng chuyến trực thăng với ông Đôn, thì có vẻ chuyến đó là vào lúc chập tối. Trong bức ảnh nổi tiếng, lại được tác giả kể là chụp vào 2 giờ 30 phút chiều, và theo ông, đó là chuyến cuối cùng ở tòa nhà Pittman. Thực ra, theo tài liệu của Air America, còn hai chuyến cuối cùng của phi công R.W. Hitchman thực hiện vào chập tối, ở tòa nhà gần tòa đại sứ, có lẽ chính là tòa Pittman. Có lẽ ông Đôn đã lỡ chuyến bay hồi chiều và đã lên chuyến bay chập tối đó. Tác giả bức ảnh Hubert Van Es trong một thời gian dài, luôn bứt rứt và tìm cách cải chính thông tin về tấm hình. Ông khẳng định đã đặt tiêu đề rất rõ ràng là chụp ở nóc một tòa nhà trong thành phố. Nhưng các báo cáo đều cố tình làm sai, trở thành người Mỹ chen nhau lên chuyến bay cuối cùng trên nóc tòa nhà đại sứ để rời khỏi Việt Nam. Thực sự thì đó không phải là tòa đại sứ, mà là tòa nhà Pittman ở số 22 Gia Long, sau này là đường Lý Tự Trọng, nơi ở của phó chi nhánh CIA. Những người che lên máy bay cũng phần lớn là người Việt, còn chuyến trực thăng cuối cùng rời đại sứ những 17 tiếng sau đó. Dù sao thì điều đó cũng không quá quan trọng, có lẽ số phận của bức ảnh là được lựa chọn để trở thành biểu tượng. Ngày nay, mỗi khi Mỹ rút quân khỏi nước nào đó, như Iraq chẳng hạn, các tờ báo châm biếm sẽ lại vẽ lại bức ảnh này với những bình luận đầy mỉa mai. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!